ngành chức năng đang tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng để tăng tính cạnh tranh cho hàng hóa, đẩy mạnh chế biến sâu, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư theo chuỗi và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Triển khai từ đầu tháng 3 năm nay, đến nay các địa phương trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành việc bình chọn được 58 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, thị xã, thành phố năm 2024. Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 được triển khai tại 7 huyện, thị xã, thành phố và xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Qua công tác tuyên truyền vận động, có 66 sản phẩm của 50 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn, tập trung chủ yếu ở